Chiều ngày 10 tháng 1, qua công tác quản lý địa bàn và ra soát thông tin cơ sở, đội quản lý thị trường số 1 đã tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô mang biển kiểm soát 23H00196 do ông Vầy Trần Phiêu điều khiển và đã phát hiện trên xe chở 350 gói nghi là thuốc bảo vệ thực vật. Qua kiểm tra của lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng tử, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, chưa xác định được chủ hàng hóa, tổng số lượng hàng hóa là 350 gói, nghi là thuốc bảo vệ thực vật. Trên ba bì có in chữ nước ngoài với trọng lượng 28 kg. Đội quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản tạm giữ tăng vật và phương tiện, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn xác định tên, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.